Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay á, chị em mình có đi chợ mua một ít rau để nấu ăn ngày hôm nay. Cả nhà cùng chị em mình làm cả nhà ơi. Bữa nay chị em mình có món gà đi, mình có đùi gà chiên nước mắm nè. Với một ít thịt bằm nấu canh hẹ với đậu hũ kèm rau sống. Rồng này á, mua non quá sức non luôn chị ơi. Bỏ miếng muối vô, mình bóp rửa gà. Đùi nhìn ngon quá hả chị? Ừ. Chà cho nó sạch, màu vàng ươm. Con mình thích ăn đùi nè, nên mình mua đùi, mình không có mua cánh. Hai đứa thích đùi lắm. Hai đứa thích ăn thịt nè. Thì mà hà mấy trái dưa leo nữa ăn với món gà chiên nước mắm cho nó ngon. Mình tàu ít da, đặng sắp ra trang trí lên dĩa mâm cánh gà cho mình cho đẹp, đặng mình ăn cho ngon miệng. Còn có mười mấy 20 ngày nữa Tết rồi đó, chị nói với hai anh, kêu hai anh đặt lá mai đi chị. Ừ, quên nữa hen, nhanh quá mới đây Tết rồi. Dạ. Giờ mình làm gia vị gà chiên nước mắm nha. Mình làm nước sốt. Bỏ 2 muỗng đường. Mình cho 1 muỗng bột ngọt. Mình cho 1 muỗng hạt nêm. Mình cho khoảng 3 muỗng nước mắm. Muỗng tương ớt. Mình cho nửa ly nước lọc. Giờ mình ớp thịt mình nấu canh nha. Mình cho một ít bột ngọt nè. Chút xíu đường. Chút xíu hạt nêm. Chút nước mắm. Mình cho một ít hành. Thêm chút xíu tiêu. Mình trộn lên cho nó thấm. Giờ chảo nóng mình cho dầu vào mình chiên gà nha. Dầu nóng mình cho gà vào mình chiên.
khối không hổng nha. Cười á, à? Cười bự vậy ha. Cho một ít muối ngâm rau cải. Chia gà cho chín, bạn hồi mình áo qua nước mắm là được rồi. Chờ gà chín là vàng rồi nè, mình gấp ra. Màu vàng ngon lắm. Gà chín rồi, giờ mình lấy trái dầu mình chiên gà nãy mình phi tỏi ớt luôn. Phi cho nó thơm lên. Tỏi ớt thơm rồi. Mình cho nước sốt vào luôn. Nước sốt mình sôi rồi nè, mình cho thả gà trở lại. Mình đảo lên cho nó nước sốt nó thấm vào gà. Mình muốn ăn nước thì mình làm cho nó sệt sệt chừa lại ít nước, còn mình ăn muốn ăn khô mình cho nó cạn luôn. Gia đình mình thích ăn chua chua hay chua chua ngọt ngọt á, mình cho thêm chút tắc, nước tắc nè, ít thôi, nhiều quá nó chua. Thì bắt lên nấu canh nha. Cho chút xíu dầu nè. Dầu nóng mình cho hành nha. Dầu nó thơm mình cho thịt xay, thịt bằm vô. Mình xào sơ. Thịt săn lại rồi mình chế nước cho mình nấu canh. Em sắc cà hủ với mẹ cho chị. À, vô đây. Chút xíu nước sôi mình bỏ vô. Nước mình sôi rồi, mình cho đậu hũ vào. Xong rồi mình nêm luôn. Mình nêm muỗng muối. Muỗng hạt nêm. Ít đường. Lên kêu anh Hai Mẫn với con xuống ăn cơm nè. Tí ra chưa kêu tí xuống cơm luôn. Canh mình sôi vậy nè, mình cho hẹ vào. Mình bỏ hẹ vô rồi
mình nhắc xuống mình cho chút tiêu là mình dùng được rồi. Nóng quá, nóng quá. Cho chút xíu tiêu là. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Món ăn hôm nay chị em mình nấu đã chín rồi, mời cả nhà ăn cùng gia đình mình. Mình mời cả nhà dùng cơm. 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 Con mời ông bà cô chú ăn cơm cùng con. Con mời ông bà cô chú. Để mẹ gắp cho con, để mẹ gắp. Cho anh hai cái đùi nè. Úc gắp nha. Anh hai cái đùi. Ngon luôn. Cho Đăng cái đùi nữa. Rồi không để anh gắp cho Đăng nữa. Em dành gấp nữa. Nên mình ăn cơm đậu hũ ngon hết đấy con. Làm đồ ăn ngon nè. Không phải ăn bún không được, ăn cơm nữa, ăn cơm ngon à. Ngon con trai. Ăn đùi gà đúng bài luôn ha. Thịnh cục của bữa nay vợ làm ngon. Ngon quá, vừa ăn không mặn. Rửa cái kia mắm là mặn chứ. Có mặn chắc tử quá. Có không? Không, cái này có dắt thêm chút tắc á, nó chua chua ngọt ngọt á. Đấm rau nè, ngon. Rau ngon. Đậu hòn chấm ngon lắm nè. Ngon con. Cái xà lách chấm ngon quá. Mặn cả chấm không con? Cái xà lách chấm. Có con gà thử. Cảm ơn chị nha. Có vừa miệng không? Trời cái nhà Như. Ừ, cảm ơn con. Trời ơi. Chứ không có gấp con đùi gà mà con gấp cho tí cái cục đậu hũ. Có gấp là mừng rồi á. Béo quá. Gà này chỉ làm thấm thôi. Ngon quá. Nước sốt ngon. Nước sốt chấm với ông ngon. Thấm đùi gà. Nước sốt mà áo qua mà thấm đùi gà. Cục lâu không biết. Cơm con hẹ nè, hẹ mình bỏ vô cái mình nhắc xuống đó. Liền á, ăn nó không có dài. Mình bới rồi thế mà. Ngon quá. Cho mẹ hả? Gậu quá. Mắng gặp đời. Ăn cục này nha. Mình đi ăn hả? Ăn ăn. Có mâm mâm nữa hả? Mình đi ăn được hả? Đồ hủ nha. Dạ. Hồi chừng vừa vô uống bớt nóng. Được ưu tiên cái đường gà mà không ngon được. Gái mà ăn cơm để uống nước không à. Ngon quá. Không biết sao mặn mặn ngọt ngọt không. Mà Phương làm nước sốt á. Nước gà nước sốt lên con gà nên đùi gà của con á nên nó ngon á. Mặn mặn vậy đó. Ngọt mặn mặn cái chai. Với giùm em chén cơm. Còn một tí ơi. Miếng nữa tí ơi. Wow.
Rồi rồi tí ơi, tí ơi. Ừ, cho mau lớn. Còn lớn hả sao? Không mong mới về. Cho con vô leo nha. Đây, cho một khúc dưa leo luôn. Cầm nguyên trái luôn, ăn cho nó đã nè. Nhìn ngô rau là thiệt á, ăn, ăn không biết ngán. Cho nó ô rồi. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Ráng ăn rau nhiều đi, đồ ăn chị ăn cho. Hai chị em ăn rau nhiều đi, để gà em ăn cho. Biết cười què thôi chứ biết nói gì bây giờ. Miếng cà chua tắm à. Anh miếng cơm nữa đi không? Cái này điền Út lại. Nè chỗ Út bới đi. Nãy anh mới bới, Út nói sao không đưa cho Út bới. Bây giờ đưa nè, đưa riết luôn cho Út bới khỏi ăn luôn. Cảm ơn nha Út. Lớn chụp đừng nhỏ chụp ta, giữ thiệt. Cái này á, nhỏ có ngại ha. Bữa nay ăn chắc hết là cơm luôn quá. Canh này, đặt cho ăn canh này nước ngọt quá. Đang ăn, đang sợ hết cái đùi rồi, ăn cái này riết rồi, đang chinh đang miếng đùi ăn thôi. Chân canh quá ngon quá nè Đăng. Không quất nên nước ướt, không cái cà quá. Thịt này á. Thôi chứ hồi nhỏ, ăn đùi gà ha. Vừa mận gà ra là đứng kế bên canh cái đùi đó. Mà tụi nhỏ được ưu tiên nha. Này chắc thêm chén nữa quá. Đây mẹ chấm cho. Mẹ chấm cho con nha. Chấm không? Mẹ muốn ăn gì? Cho luôn nè. Đây. Cho nguyên trái bự cho bá luôn nè. Không? Không đâu. Nó đòi chấm nước này nè. Thấy mình chấm rồi rồi bắt chút chấm theo. Chị giờ phải chưa? Bé cho em xin nửa chén cơm nữa. Ngon quá hả? Ngon quá à. Miếng này thơm, canh thơm này, miệng. Canh này ngọt từ đậu hũ. Có thịt băm nữa đó. Ngọt. Thơm chấm con ăn cơm thêm không? Chấm nữa hả con? Trời ơi. Nè, má cho chấm luôn á. Như là xấu rau à. Còn canh kìa, ăn không chị múc thêm cho. Gia đình mình đã ăn xong rồi cả nhà ơi, mình cũng chúc cho cả nhà có một bữa ăn ngon miệng giống như gia đình mình. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye. Chào cả nhà. Chào cả nhà.